Ơ, thế con không ăn luôn à? Con định làm lấy phở xong rồi mang ra ngoài kia ăn cùng với anh công cho vui mẹ. Tối hôm qua nghe đau bụng mà sáng nay lại ra cửa hàng sớm rồi. Ở nhà mình ý, nó là chăm chỉ chịu khó nhất đấy. Từ bé đến lớn, mười mấy năm đi học, không bao giờ đi học muộn. Mà buổi sáng, chưa bao giờ bố mẹ phải gọi nó dậy cả. Ý thức đâu ra đấy chứ không như hai ông em. Mà này, tối hôm qua các con đi đâu mà về muộn thế? Mẹ thấy cửa cứ đóng ra đóng vào suốt thôi. Mở cửa ra thì thấy thằng Thành, ngó ra lại thấy thằng Danh. Tối hôm qua con ngủ con cũng không để ý mẹ. Bà ơi, cho con xin tí nước ạ. Ừ, đưa đây để bà lấy nào. Anh. Ủa, em đi đâu đấy? Hôm nay mẹ lại nấu phở, ngon lắm. Em mang ra ngoài này, hai đứa mình cùng ăn cho vui. Em ngồi xuống đây. Từ từ thôi. Chờ anh nhá. Khăn giấy nữa. Hoa. Chồng mình bán cũng được phết đấy. Chuyện anh phải ghi thật chi tiết vào, không là bị nhầm. Ô, anh làm cái gì đấy? Sao phải làm thế? Em thích ăn nước siêu trong mà. Anh phải lấy này ra trước cho nó bớt mỡ đi. À không, lúc nãy em lấy nước trong rồi mà. Anh cứ đổ ra đi, không sao đâu. Vậy à? Ừ. Đây của em đây. Ây da, ây da. Ngon nhỉ? Ừ, em ăn thêm đi. Mà tối qua mấy chị em đi đâu mà lâu thế? Đứa nào có chuyện gì à? Chuyện nhà chú Út anh ạ. Dành với Trâm Anh á? Bình thường hai đứa đấy nó yêu thương nhường nhịn nhau lắm cơ mà. Mà chuyện nghiêm trọng không? Hai cô chú ấy hiểu lầm nhau. Em không biết kể thế nào đâu. Mà thôi, tính anh ấy cũng không hợp nghe mấy chuyện này đâu. Ừ hay. Em nói cứ như là anh khó tính lắm không bằng ấy. Anh không khó tính thì ai khó tính? Anh có dễ về bao giờ đâu. Đâu, dạo này đỡ rồi mà. Thật, em không tin hỏi cả chợ mà xem. Ai cũng bảo anh bây giờ là vừa dễ tính vừa dễ thương.